Ở Mông Cổ, khủng long đã từng sinh sống. Và bây giờ số lượng ngựa nhiều như số người và số lượng cừu nhiều gấp 10 lần. Đó là đất nước trống vắng nhất thế giới. Thủ đô đã được di chuyển 28 lần và họ thậm chí còn có thế vận hội của riêng mình. Vì vậy, Mông Cổ nằm ngay tại đây, trên cao nguyên Trung Á, ngay phía bắc Trung Quốc. Đây là quốc gia thứ 19 trên thế giới tính theo diện tích đất liền, nhưng chỉ có hơn 3 triệu dân một chút. Nó giống như dân số của Los Angeles, nhưng có cả một đất nước cho riêng mình. Nếu không tính Greenland, thì Mông Cổ là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất. Nó chỉ có 2 người trên 1,3 km vuông. Hoa Kỳ có 37 người. Vâng, đó là nếu chúng ta chỉ tính người. Mông Cổ có rất nhiều gia súc, khoảng 67 triệu con, gấp 20 lần số dân ở đó. Một nửa số gia súc đó là cừu. Tuy nhiên, trong số tất cả các loài động vật của họ, loài có uy tín nhất là ngựa. Có một câu nói truyền thống, người Mông Cổ không có ngựa như chim không có cánh, và nó giải thích được rất nhiều điều. Người có nhiều ngựa được coi là giàu có, nhưng đừng hình dung những trang trại khổng lồ với những chuồng ngựa lớn chứa đầy ngựa. Ở Mông Cổ, việc có chuồng ngựa là một ngoại lệ. Ngựa ở đó được thả rông bên ngoài suốt cả năm. Để nuôi một con ngựa ở đó gần như không tốn kém gì vì chúng đi lang thang bên ngoài và thậm chí tự tìm thức ăn. Và thiên nhiên của đất nước này đã cung cấp đủ cho chúng. Mùa đông khắc nghiệt vì mọi thứ đều phủ đầy tuyết, nhưng ngựa có thể tách cỏ ra khỏi tuyết. Chúng yếu đi vào mùa xuân do thiếu thức ăn, nhưng sẽ hồi phục rất nhanh sau khi mùa đông kết thúc. Một gia đình có thể có một con ngựa thiêng trong đàn của mình. Nó quàng một chiếc khăn màu xanh quanh cổ và hầu như không bao giờ được cưỡi. Người dân ở đó rất yêu quý ngựa của họ và mối quan hệ dịu dàng này đã có từ nhiều thế kỷ trước. Có rất nhiều bài hát, câu chuyện, thần thoại và tác phẩm nghệ thuật về ngựa. Trong tiếng Mông Cổ, có khoảng 500 từ để mô tả đặc điểm của ngựa và hơn 200 từ để mô tả riêng màu lông và kiểu dáng. Ngựa còn có ý nghĩa tâm linh. Người ta tin rằng chúng có những linh hồn có thể giúp đỡ chủ nhân. Đồng thời, chúng cũng là đường nối lên thiên đường nên chúng thường bị hiến tế sau khi chủ nhân qua đời. Ngoài vật nuôi, đất nước này còn là nơi sinh sống của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hơn thế, ngày xưa khủng long còn lang thang trên đất liền. Trứng khủng long đầu tiên được phát hiện đã được tìm thấy ở Mông Cổ. Ngày nay, tất nhiên khủng long đã tuyệt chủng, nhưng báo tuyết ở Mông Cổ cũng rất hiếm. Nếu bạn từng đến đất nước này, bạn phải cẩn thận. Báo tuyết rất yên tĩnh đến mức bạn sẽ không nghe thấy chúng đến gần bạn. Chúng không phát ra âm thanh khi bước đi. Nhưng hãy quay lại về vấn đề địa lý. Khí hậu ở Mông Cổ có thể khắc nghiệt và khó lường. Chỉ trong vòng một ngày, nhiệt độ có thể thay đổi 1,6 độ C. Đất nước này không có nguồn nước lớn nào. Đó là lý do tại sao đất nước này rất khô và không có nhiều mưa. Ở phía nam Mông Cổ có một phần của một trong những sa mạc lạnh nhất trên trái đất, sa mạc Gobi. Chỉ có 5% diện tích sa mạc được bao phủ bởi cát, phần còn lại là đá trơ trụi. Ở đó có sông, hồ nhỏ và đồng cỏ, nhưng cũng có vàng, than và đồng. Vì vậy, nó không phải là một sa mạc điển hình, nhưng vẫn là một sa mạc. Những đám mây mưa không đến được đó vì dãy Himalaya khiến khu vực này chìm trong bóng tối. Sa mạc đang mở rộng hàng năm. Tất nhiên là do biến đổi khí hậu, nhưng cũng vì nạn phá rừng và thay đổi cách sử dụng đất. Cả nước khá khô và ít mưa, và đó là lý do tại sao người dân không sợ sa mạc. Vâng, sa mạc có dân cư đông đúc, có người sống ở đó. Họ là những người du mục bận rộn với việc chăn nuôi gia súc. Những người du mục là những người không có nơi ở ổn định. Họ di chuyển cùng động vật của mình từ nơi này sang nơi khác theo mùa. Khi định cư ở đâu đó trước chuyến đi tiếp theo, họ dựng một chiếc lều được gọi là yurt. Đây là những ngôi nhà ở Mông Cổ trong hàng ngàn năm và thật ngạc nhiên là vẫn còn một số người sống trong đó. Khung của yurt được làm bằng các cột, sau đó được phủ bằng nhiều lớp nỉ và vải không thấm nước. Nhìn chung, Mông Cổ là một quốc gia rất thân thiện, nhưng những người du mục ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Họ không thường xuyên được đón khách, nhưng luôn sẵn sàng chào đón mọi người và cho họ nếm thử sữa ngựa truyền thống. Họ thậm chí còn không có chuông ở lối vào lều để mời khách bước vào ngay. Tất nhiên cũng có những người sống ở thành phố, làng và có nhà định cư, và họ chiếm đa số, khoảng 3/4 dân số. Thành phố lớn nhất cả nước là thủ đô Ulaanbaatar. Gần một nửa dân số cả nước tập trung ở đó, chỉ trong một thành phố.
Mặc dù đây là thủ đô lạnh nhất thế giới, nhiệt độ trung bình hàng năm ở đây là 0 độ C. Nhiệt độ trung bình ở Washington DC là 16 độ và ở Ottawa là 44 độ. Khi thành phố lần đầu tiên được thành lập vào thế kỷ 17, nó nằm cách địa điểm hiện tại khoảng 290 km về phía tây nam. Sau đó nó được di chuyển khoảng 28 lần cho đến khi cuối cùng nó ổn định ở vị trí hiện tại. Lý do là gì ư? Chà, hồi đó phần lớn dân số là dân du mục, nên thủ đô cũng là một khu định cư di động. Tùy thuộc vào mùa, đồng cỏ, nguồn cung cấp nước và nhiều yếu tố khác, thành phố di chuyển cùng với cư dân của mình. Bây giờ thành phố đã lớn và đã ổn định, nên có thể nó sẽ không bị di dời nữa. Nhưng ai biết được chứ? Tôi biết, tôi vẫn chưa kể cho bạn nghe về Thế vận hội Olympic Mông Cổ. Sự kiện này được gọi là lễ hội Naadam. Đây là một lễ hội thường niên được tổ chức vào giữa mùa hè mà hầu hết người Mông Cổ đều xem. Dưới hình thức này hay hình thức khác, lễ hội đã tồn tại hàng thế kỷ. Ở địa phương, lễ hội được gọi là ba trò chơi của đàn ông và mọi người thi đấu ba kỹ năng mà theo truyền thống được coi là ba kỹ năng nam tính. Vậy ba trò chơi đó là gì? Đó là môn đấu vật, đua ngựa và bắn cung của người Mông Cổ. Ban đầu chỉ có nam giới thi đấu nhưng gần đây, phụ nữ bắt đầu tham gia bắn cung và đua ngựa. Đấu vật Mông Cổ là một phong cách đấu vật dân gian đã tồn tại hàng nghìn năm. Bạn có thể thấy mô tả về nó trên nhiều chiếc đĩa cổ được tìm thấy trong khu vực. Ngày nay, đây là môn thể thao phổ biến nhất trong nước và Mông Cổ cũng tổ chức nhiều giải đấu quốc tế. Vì vậy tất nhiên, có một phần đấu vật tại lễ hội và đây là trò chơi đầu tiên. Luật chơi khá đơn giản, ai chạm đất bằng một bộ phận cơ thể không phải chân sẽ thua. Không có hạng cân, không có giới hạn độ tuổi hay thời gian, chỉ cần giành chiến thắng. Tuy nhiên, họ làm điều đó một cách duyên dáng, sự lịch sự trong trận đấu là điều quan trọng. Ví dụ, nếu quần áo của đối phương bị vướng, người kia phải dừng lại và giúp giải quyết vấn đề, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội tốt để giành chiến thắng. Khi kết thúc trận đấu, khi một người tham gia bị đánh bại, người chiến thắng sẽ giúp họ một tay và giúp họ đứng dậy. Trò chơi bắt đầu với 512 hoặc 1024 người tham gia đấu vật theo cặp. Những người thua cuộc đều bị loại. Trò chơi diễn ra trong 9 hoặc 10 vòng, tùy thuộc vào số lượng người tham gia ban đầu cho đến khi có người chiến thắng. Sau đó là cuộc đua ngựa. Đây là một sự kiện chạy đường dài ở khắp quốc gia, từ 16 đến 27 km, tùy thuộc vào độ tuổi của ngựa. Hơn 1.000 con ngựa từ khắp Mông Cổ tham gia cuộc thi này. Trong môn bắn cung, mọi người thi đấu theo đội 10 người. Mỗi cung thủ mặc trang phục truyền thống và có 4 mũi tên để bắn vào bức tường làm bằng các ống trụ rèn hoặc gỗ. Đập một cái ra khỏi tường và bạn sẽ nhận được điểm. Và đội nào được nhiều điểm hơn sẽ thắng.